con quay phim bà nha. Ai vậy? Em quay phim bà vậy thôi á, được không? Anh Thảo hả? Trời ơi, bịt mặt vậy mà nhớ ra luôn hả? Dạ không nhớ, trời ơi. Nhận ra luôn hả? Đang nhớ, tâm nhớ tiếng mày ra. Nhớ tiếng luôn. Ờ, bé luôn. Chào, quay bà hả? Mấy ngày khỏe không? Khỏe bà. Là bán ở trên trảnh, cháu con gặp á, bữa gặp bên con cái bà bị hóc quá trời. Được hay trời. Mấy món luôn hóc hóa. Đi xuống dưới kia bị hóc lần nữa rồi, không giống luôn. Trời ơi, dịch người ta kêu ở nhà mà đi bán người ta hốt bài rồi. À, phải rồi, đi cãi đó. Không, dòng cái da chắc lái lên có lỗ này chung qua. Cái khách gì này đi không? Ai mua không? Ai mua? Nhưng mà sao người ta dịch người ta kêu ở nhà mà vẫn đi ăn? Vậy mà lén đi. Trời ơi, chứ ở nhà húp nước mắm hả con? Đâu. Có nước mắm húp là hên rồi. Không có nước mắm húp luôn á, đừng giỡn nha. Vậy á hả? Ờ, trời ơi. Không mà nước tương rồi không có luôn á, đừng nói nè. Thảo, mày quay lên mày nói trả thành mỹ lợi ở trong nhà bà. Mọi người chưa có lãnh vậy à? Sao hả? Cái tiền bên Mỹ với bên Nhật cho đó. Cho nè, ta cho, mình cho, ta này, ta cho nè. Không có. Hai mẹ con đi đâu hả? Vậy hả? Đi ra chơi hả? Không. Đi ra ngoài ngoại mẹ, mẹ đi ở bên Canada gửi tiền về lì xì cho ngoại. À, trời ơi, mừng ra. Cái này chú Thảo mà. Dạ. Dạ, mấy là chú Thảo rồi bên. Chú Thảo là con của chị Nga bên Canada nè. Chị dạ. Gái kìa. Chị Nga đó, con đỡ đầu mẹ đó. Ba. Vậy hả? Ờ, mẹ nuôi đó. Đó gái dạ. Chú Trung với Nga dạ. Đó. Mai dạ. Mốt nè. Mai mốt làm dâu luôn. Mai mốt làm dâu ơi. Thấm ba. Cái lại ấy thì đi quay cho ngoại. Ba. Hả? Người ta thương quá ha. Thương lắm. Cái này cháu ngoại nữa nè. Cháu ngoại ruột á hả? Không phải gì dân. Cháu ngoại như mày á. À trời ơi, nhận cháu ngoại vậy đó hả? À, nhiều lắm. Cháu ngoại nhiều lắm. Dạ. À, nhiều cháu ngoại đó. Thì đó, bữa qua bển nè. Má mày đám món vậy nó hốt luôn. Dạ. Chỗ mà con gặp con bạn lần đó. Con biết cái chỗ đó rồi. Ủa vậy là cưng là Thảo là Thảy Vi vậy phải không? Dạ đúng rồi. Ờ, nói đó. À, biết nó đó luôn mấy, hả? Mấy kỳ trước á, mẹ của bé Bi á kêu có gì gọi cho chú Thảo mấy cái ở dưới miền Tây á. Dạ. Nhưng mà đợt này miền Tây đâu có đi được. Đâu có đi được, mắc dạ. Lẹo rồi. Lại đây nè với Bi mất cỡ nữa. Cái gì? Sao vậy? Đi tặng tiền hả? Thì tặng đi. Tặng đi cho ngoại đi. Vô đây. Đâu quách tiền bây giờ á. Cho mẹ giữ mà là do nợ mày có nhiều chuyện quá rồi sao cái lời rồi cháu ngoại ngăn hâm bệnh luôn á. Dạ. Là sắp sửa làm xui cho mẹ đây nè. Là mẹ con á là mẹ đỡ đầu quá thôi khỏi mày. Dạ, dạ. Mẹ con nói á là tặng cho bà 500 rồi bà ăn bánh với lại ăn gì đó. Dạ, ăn bánh nhưng mà một cái á là thí dụ như á lỡ công ngoại có nói là cho con mượn tiền làm gì đó. Không có cho nha, nhớ thủ á. Không dám á, không dám má là. Nhà hồng, cảm ơn mẹ con bởi nha. Mấy ba con mấy đứa đó nhà hồng. Biết rồi, biết cái nhà mà chỗ bà má giờ biết tên rồi. Biết tên má đỡ đầu thì biết hết. Nó nói hết bộ. Biết tên gì? Cái ông biết tên gì vậy? Ông nói đó, ông cái nhà đó đó tên gì? Tên Tùng. Là mày á. Ba đỡ đầu mày gấp tên gì nữa nhà cái ông không biết hết trơn bộ. Tên Trung. Ờ đúng. Đúng chồng. Hay quá bà, hay quá. Chạy xe làm. Đúng rồi, thời đó. Phải không? Ờ. Ai nói? Cái ông mày chỗ mà quải báo lắm. Ông mà mướp cái đất dài đó. Ông mà báo như thế đó là. Đầu ăn thầy ơi. Mày có ăn đi được không? Ăn được đó bà. Ờ, rồi bà cho. Mấy gói để đem về ăn nè. Cái này ngủ không được sáng giờ bán mày. Sáng giờ bán lời lắm hay sao mà cho vậy? Ủa mất lời lỗ gì đó mày à, phải cho trả lắm chứ nhỏ này phải cho trả lắm. Chai mà ngoại không vô nhiều quá con đưa cho ta để đưa cho bà sách ve chai vậy nặng lắm. Đâu được là không có chú đất chở mày lo gì. Con đưa cho không gì đợi bà lâu quá thị chứ con
cho anh ta hả? Trời đất ơi. Rồi. Ủa mẹ, không mẹ ở đây mẹ hẹn hoài. Để có tiền cho tiền cho bà nhẹ. À giờ biết rồi, biết rồi, cảm ơn rồi. Nghiệp. Dạ. Đúng rồi. Rồi dịch sao vẫn ở nhà đi mà đi ra ngồi vậy? Ta ra ngoài cắt cá cho khách vậy nè, đi chung cái lỗ mà lớn vậy nè. Cho nào ai mua gì không? Em xua nữa. Nè, ta cho nè. Không, không biết chia nữa, chia cho con hết đi. Đâu chia mày khỏe, tao cho hết đi thôi, không có một chai. Thôi, cho hết cái lấy. Biết gì hôm nãy giờ vậy mà tao nói nước bị lắm thấy chơi. Nước bị á? Mới chê nó sữa em xua nữa. Ngon lắm à. Dạ. Nè, cho anh. Không, cho một ngừng chai đi, lấy hết đi. Không ai lấy đâu. Mày không không? Cho hết thì lấy chứ, cho em về lấy chứ. Em về cho em á, cho em đỏ á, chứ không cho mày. Cho hết cái lóc đó thì lấy. Khỏe luôn, tao khỏe luôn à. Rồi, khỏe luôn. Khỏe luôn à. Dạ, đi đó. Em về cho em nha, chứ không phải mày không có không? Em biết rồi. Nó có đứa em gái à, con gái nhỏ vậy nè. Gái hả anh trai? Ai? Gái hả? Là sao bà? Con của con hả? Con đã có con đâu. Ủa? Ủa? Vậy mà tao nói bữa hổm con nói đi bà lấy vợ có đứa bà chưa sinh. Ủa, chưa sinh em bé chưa có bầu đó hả? Chưa. Tao rất hơi sâu lâu vậy cha. Bao nhiêu tháng rồi mà chưa? Mới có 3 năm à? Trời ơi ít quá. Từ từ. Mẹ ta có 5 tháng đã có bầu rồi cha à. Người ta giỏi. Nè nè nè, nghe không? Nghe ông bà chung 11 tuổi mà có bầu mà. Đất ơi. Trời biết đọc báo luôn. Tao tranh thông bữa bắt mổ cha. À biết rồi, biết rồi. Thấy không? Con có thấy không? Thấy rồi, thành luôn ha. Thấy không mày? Không 11 tuổi. Mà không biết có bầu nữa. À, bà rành quá trời. Thấy không? Biết rồi, biết anh đang ốc quá, ốc nói à. Ốc nói à. Để kính nói à. Dạ. Cảm ơn nha, ngon nha. Trời ơi. Thôi vô nghe, con vô nghe. Thôi, con vô đi. Cảm ơn con, đừng ảnh mặt vô đi. Giỡn chi, ăn chia sửa cho chị đó hả? Ôi ơi, giỡn với chồng ngoại đó. Này con trả lại nè. Chứ con đâu có uống. Trời đất ơi, vậy mà nãy giờ tao nói nó cho tao. Anh nói cho tao. Ê, bữa nay em biết gì không? Bữa nay có ông Mỹ, ông xuống nhà bà nè. À, bà không có cho gì không? Chưa xuống. Thôi con đi vô nha. Vô đi, vô đi. Tiền đi con vô. Trời, có bông điên điện luôn hả? Ngon vậy? Rụm đi. Nè, có 2 lần bịt. Nó mất rồi. Ủa. Vậy, vậy là nhỏ kia lụm mẹ trâu. Con này con nấu canh chua ngon hả? Nấu canh chua ngon đúng rồi đó. Lát lấy đi. Nhưng mà có cá đồ gì không? Cá dụm có mua tép á. Mua tép nấu canh chua ha. Tép nấu canh chua ngon lắm nè. Lát lấy ra. Dạ. Đem về. Khoan. Thôi để từ từ đi bán đi cái đã. Về bán đi cái đã. Ê bà nói con nghe nè. Nói ở bên Thảo Điền rồi á. Dạ. Đây có một ông Mỹ nghe chưa? Con đầu quay ổng lên ổng tìm bà. À rồi ổng rước đi mì hay gì chứ đi Mỹ qua bên dây à gần chứ lụm cứ khô hả à. qua bên ông núi muốn gì con phải làm phải không? Nhàn lòng mua mấy ấy 2 bịch bịch 2 bịch có 10 triệu à 2 bịch 10 triệu trời ơi bán gì giàu luôn rồi đúng ra trời ơi chắc chắn vàng á 10 triệu. Chào cảm ơn. Sắm vàng sắm được cái mấy cây rồi. Ngủ ngon lành đó nha. Nhất mình nhất mãi ngủ ngon lành đây nè. Đây là ở bên nào Tân Gia Bo. Dạ. Ở chào à. Không mình lấy cho 500 không à. Thì có 500 mà ngon nè. Nè nè nè. Tao nói. Nó làm mẹ đỡ đầu. Mà bây giờ ở bển cái con nhỏ đó có thằng con trai 25 tuổi. Dạ. Con mẹ này 19 tuổi làm xui. Cho chịu vậy đi. Chịu thằng đó làm gì không biết làm công an. Dạ. Ưng dữ rồi. Ê nó cũng cỡ con á. Ôi nhiều chuyện quá ha. Biết hết trơn à. Đâu có. Thì ba nói chuyện ở trong cái gì cái máy bự vậy nè. Nó gửi tiền vô trong nhỏ này mua cái máy bự vậy nè. Dạ. Thằng mà học đó. Ông mà thằng đó cũng được. Điền lắm. Bà đã bán được mấy ngày rồi? Nay 7 ngày rưỡi rồi. Ở trên kia nó rửa tao xuống đây hết nửa ngày. À nửa ngày. Rồi sao nó rượt vậy? Ủa mẹ, anh đi. Đừng có chửi tôi. Không, báo 3-4 bữa rồi mà tự nhiên cái bữa nó mất chứng gì à. Nó đuổi tao. Chắc cái mặt thấy ghét quá chứ gì. Anh mày biết ăn này hả? Bà chắc thấy ghét quá chứ mới rượt cái gì. Trời, ủa má tao chửi nói li luôn. Tao nói nhà mày không có sao hả? Mày đi lấy tao tao mẹ hả? Trời ơi, hung dữ vậy.
phải lấy ba bịch ra ăn mới đủ. Ba bịch ăn mới đủ. Nè, con biết con làm gì không nè bà ngoại? Con biết rồi, con biết rồi. Mấy cái không, con biết hết. Cái này là biết không? Biết. Mình lấy thanh chút xíu ăn trước đi nha. Đúng rồi. Đó nữa làm về cái ghé ngang chợ cho mua tép đi nha. Cho tiền mua tép đi. Cho phải luôn. Cho phải luôn. Ê, con bé kính nha, bữa nào mà bán mâm trời này nó nào nó cũng nấu canh chua anh mày ơi. Ờ nấu ngon lắm á. Ừ nó ăn đi không luôn. Bỏ miếng me vô nữa. Ờ thì có me. Đúng rồi. Me bà ngoại người ta cho được cục mới lớn rồi nè. Để dành. Rồi dịch ở nhà tới 4 tháng buồn ha. Trời đất ơi, uống á, hết vốn ăn sôi luôn. Cho mày biết ra làm gì không? Bây giờ mấy chỗ nào mà có vết lỗ là tao. Tao chui ra. Tao đi chui. Tao là rau vậy nè. À. Ai mua rau gì ra nè, tao chết đi vậy nè. Tàn lan bại sản. Tao đâu quả nó biết tao. Tao tới nhà từ lửa luôn. Tao phải có cái đâm mà. Yêu vô, không ai vô cũng. Không sợ, không sợ dịch, không sợ chết hay sao mà đi vậy? Tao rất là khỏe luôn. Khỏe. Tao Phật là muốn chết là khỏe. Người ta cho chích vaccine chưa? Có, có lần. À, chích thêm lần nữa đi cho yên tâm. Không, về đó. Nè, chích thằng, mua. Nè, cái thằng mà em chồng của ông lão bèn vô đây ngồi nè. Dạ. Vô đây ngồi nè, nắp mày. Thôi ngồi đây được rồi, để lỡ mà nó đi ngang nó giật đồ của mình. Ngồi đó nó giật mình biết ngồi đây là... à thôi à. Thôi được rồi nè, cho mày biết gì không, nó đi chết từ về nó nhậu ủa má nó chết mẹ qua rồi vậy hả. Ừ, có sợ không bà? Sợ nó què mày đi sinh đây nè. Không biết đâu, nó có chân này keo ngắt hả, còn chân này vậy mà lại có chồng có con đó còn hơn. Dạ chồng bữa nay mua cái này nữa hả con hả? Mua cái này à? Cái này mới thu âm được. Ủa vậy ngon hả? Dạ. Đang trả lời gì thăm con gì với bển đang nha. Tôi mà cho mấy trăm đô á ha. Câu đó. Dạ. Mà cho bé kính nhiều hơn tao tao không chịu. Cho bé kính 500 đô, cho bà 200 đô đó. Ờ. Hai lần rồi đó nhớ không? Cho ít hết mẹ. Hết gì nữa, 200 đô mà 4 triệu mấy rồi mà ít nữa. Ờ, con bé kính nhiều hơn tao. 11. 11 triệu mấy đó. 11 triệu mấy không? Thiệt con gái của bà mà. Thì biết đâu, tao xin giùm ra nói chứ một đồng bạc nó cũng không mua gì giùm. Có cho bà không? Chị đó có cho bà không? Không bao giờ, đi giúp con đẻ con. Cho nên là chú Đức á, biết chú Đức à. Chú nói về biết vậy bà ngoại rồi. Đừng có nuôi nó. Nuôi nó má không có thương bà ngoại đâu. À, bà ngoại cũng như ta cho vậy à. Bà ngoại đem về cho nó ăn. Mua này mua kia cho nó ăn. Nó không biết điều. Nó không biết điều đâu. Hết nè, hết bà ngoại là bị xe đụng lên kia kìa. Nằm 2 tháng trường nó không hỏi bà chết chưa. 200, lúc đó 200. Có mình tao bò, tao làm mình tao. Tao đi không nổi tao bò vậy nè. Bò vậy nè, mà đứng dậy không nổi. Bà ơi, rồi mấy cái người con khác cũng có hỏi không thăm hả? Không có hỏi luôn. Ừ. Bây giờ trong nhà có thằng Quỷ ở nhà đó. Có người mới về hả? Mới về cái thằng đó nó có vợ chứ phải không? Đâu à? Đâu cảm ơn, vợ nó lấy trai. Dạ. Vợ nó đấu dẫn trai vô nhà, đẻ được 2 thằng nhóc. Mà nó không hay. Hay gì chứ bằng đó, chứ bằng hồn vậy đó. Rồi giờ là về ở với bà. Giờ lên nó che cái nhà chỗ sập sập á, con biết chỗ ra không? Biết rồi, biết rồi. Giờ trả ở vợ đó đó. Rồi bà đi bán rau về cho anh đó tiền hả? Không, tao không cho tiền. Nó đi kiếm rau rồi nó bán lại tao. Rồi tao cho nó tiền vậy thôi. Đó. Chứ tao hỏi mày là mình làm gì có tiền cho nó. Dạ. Phải không? Dạ. Trời ơi, hồi nãy giờ cho xe đậu đâu rồi? Đó, xe đỏ đó. Trời đất ơi. Đậu cây nó bóng cây cho mát. Bà nãy giờ im đâu ha, bà đợi lâu rồi hả? Dạ. Ờ. Thấy bà tới, người ta tới thăm bà nhiều quá mà. Ai đâu thăm, sáng... mình mẹ con nói thôi, có ai đâu thăm. Sáng giờ người ta thăm, người ta mua rau cho bà mà. Rau, ta hỏi người ta đi, ta mua người ta đi thôi. Lát nữa bà giờ vô chỗ đó đó. Dạ, ngồi vừa chỗ nó mát, cái chỗ này nó. Bạn đến mấy giờ mới về? Chút nữa về. Mấy cái dù mất hết trơn rồi. Lấy cái dù đó kìa, cái dù công an đó ngồi. Ừ, cái dù công an nó quánh nó mỏi dưới chân đó. Chở ra trong này mình nó ăn cắp bằng ngày không. Thằng Đức cho 2 cây á. Dạ. Đức giờ đi ở bên kia rồi. Mày nhớ anh Đức không? Không. Không có biết đâu. Cái thằng mà ông Phúc á. Cái thằng mà chợ bán nước tới con đâu á. À, nhà con có biết đâu, con lâu lâu con tới thăm bà, con không, sao con nhớ không phải đâu mày, không biết bây giờ cái thằng
ông bà anh đó, bà vợ nó chơi giết xấu của con đó. Thì tao số điện thoại hả? À. Trời ơi, biết cái gì đó thôi chứ có biết anh đó đức chị, nào đâu. Chị đó giờ quá chiếc xe ở đây của con nó rồi xe đó. Bà ở trong đó, bà thưa ra công an bắt lấy chiếc xe của mình. Giờ sáng bà ăn uống gì chưa vậy? Đúng rồi, ăn cái mệt, tao uống nước mà là uống nước này uống ăn đi, người ta cho tiền quá trời ăn chứ để làm cái gì? Ôi, còn cầm chuyện, còn đầu đây bỏ đi không có được. Phải có người ta bán nước hay mình đỡ được. Trời ơi, tao đi bụi lắm á. Tao đi bụi liền với ông chúng ve chai mà. Để quá trời một nhà khỏi ai mua. Mới bán mà bà hẳn được 700. Thôi ghé thăm ngoài cho ngoài ít tiền chai này. Trời ngon trai. Lấy không? Lấy liền. Lấy liền luôn hả? Nè, trở lại về thăm con nha. Dạ, cho ít nè. Lấy cô ở bển nè. Cho bà thôi hả? Cho không cho nó hả? Không cho nó. Cảm ơn nè. Dạ. Nó gửi lời thăm cô và anh nha. Dạ. Đừng đi đeo bậy bạ nha. Dạ. Chơi lắm nè. Nó nói mà một giờ này nãy lận nhà mà không biết nó cho cái gì. Ừ. Nó nói quà nhiều lắm. Dạ. Không biết cho cái gì. Ngày qua nó chụp nhát hình. Đi, nhát vô cổ rớt. Ngày qua nó chụp hình tại đây. Tới rồi thăm mẹ con nó nha. Dạ. Có, không có. Qua nó nói bậy gì. Nó. Có vợ con thôi chứ đã có con đâu. Ờ, trả lời thăm vợ con ha. Dạ. Nó làm cái đen này về nè. Nấu canh chua. Ê, mày biết ăn cái này không? Cái này là ngủ được. Ăn được khỏe lắm. Thôi ngủ nhiều lắm rồi, giờ ăn cái đó ngủ thêm nguyên ngày rồi đi làm luôn á. Mà, còn cái này là con biết ăn cái này không? Không, cái đó đắng nhất à. Chỉ nó vào đắng cho thầm mình ăn. Mày nói bậy không? Đông phải đắng không? Không ăn được đâu. Dạ. Dạ. Bà đi bán đi, bà đi bán đi. Thấy chưa ngon không ra? Dạ. Ừ, bà bán đồ ngon ha mà. Dạ. Rồi vậy thôi, con ra thăm ngay, con đi về nha. Nha. Dạ. Uống bậy lên chai đi. Thôi, để bà đi cho anh uống. Nha không? Thôi, được rồi. Dạ. Anh trở lại về thăm cô bệnh nha không? Dạ. Anh cho cô khỏe nha không? Rồi, nếu mà cô có thương, cô có nhớ cho thì đem tới nữa nha. Ừ, lấy ra Tết thì cô cho. Dạ. Chắc Tết cô cho á. À, đừng cho nó nữa. Tại biết nó chấm vàng hả mày? Chấm vàng hả? Mai mốt cho bà chứ cho ai? Rồi chị bà chết trước cho nó chết trước à. Mày chấm đầm ở mày rớt bụi rồi không hả? Bà chấm được mấy cây rồi? Được. Đã chấm 4 cây rồi. 4 cây rồi hả? Gạo thấp của bà cái gì nước mắm nước tương cây nhà luôn. Nó ăn không? Nó không có trốn độc bạc nữa. Ừ. Nó bán vậy chứ. Đang để về cho nó nói má ơi. Má lì xì con. Chấm. Ở mày thấy ác không? Nó ăn chắc đồ này nó bút ta 50 á. Chắc em mày á, ờ, trời ơi, con bà mới nói đó, cho mày chạy đâu. Dạ. Con này nó có xuống nhà nè, chồng nó xuống nhà đó, mày hỏi nó coi, đứa nào ở đây cũng biết nhà bà hết à, nó mới thăm xong. Được rồi, con ghé thăm thì con đi về á. Cảm ơn con nha, đó nha. Dạ. Trả lời về thăm cô bạn nha, nhớ không? Nhớ. Dám ăn nhiều, nó cô ăn nhiều, đừng chỉ kỹ gì hết ra, đừng đi đâu là ông bạn à. Bên nó khó khăn lắm phải không? Dạ. Không biết cháu của bà ngoại không biết nó có về không? Mấy đứa cháu cô quá. Dạ. Ở dưới á, cháu về đi. Rồi con đi á. Rồi con đi.